cũng rất là khó 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 con, và nó cũng cũng và nó cũng rủi ro. Ở đây thì Picard nó nằm ở vị trí là trừ 1, góc lệch là 3, điểm về là 0. Thì mình sẽ đánh 2 HP. 2 HP thấp mũi. Rồi, tiếp tục vị trí Picard là 0. Góc lệch là 2 và bi về cũng là 0, thì mình cũng đánh 2 phê. 0 cộng 2 cộng 0 là về 2, cần xài 2 phê về úp dọc. Đây tọa độ nó là 3, góc lệch là 1, thì mình sẽ đánh 4 đắp phê nửa trái. Phải đẩy nha, trái này mọi người phải tập là mình phải đẩy xuyên trái đó, chứ mình đẩy ghì ghì trái là nó đi sang ngang đó, chứ nó không về đâu. Nên mỗi cú đánh thì mọi người cảm nhận cái độ nghiêng lớn quá mà bi nó gần nhau thì mọi người đánh ghì tay lại dừng mũi thì nó về, mà bi chủ mình và bi kia nó xa nhau thì mình phải đẩy xuyên mũi nha, thì nó mới về được. Cái trái vừa rồi là tọa độ là 2, đúng rồi, 2 với độ nghiêng là 1, đánh 3 phê. Tọa độ này là Picard đang là 1, góc lệch 1 nữa, điểm về là 2, đánh 1. Ở đây tọa độ Picard là trừ 1, góc lệch là 3, thì sẽ đánh 2 FP. Chiều cao cơ thì mình sẽ đánh 3 phần 4, là cao hơn tâm bi một chút, chứ không được đánh ở trên đầu, hoặc 2 FP trên đầu là bi mình nó sẽ đi lên. Với góc nghiêng là 45 độ rồi. Và trong cái cú vừa rồi là mình phải đánh dừng tay, dừng mũi. Dừng thì mình dừng nhẹ chút thôi, chứ mình dừng mạnh quá là nó cũng bị dư. Đây tọa độ Picard là 0, góc lệch là 2 thì, và điểm về là cũng 0, thì mình sẽ đánh 2 FP. Cái bộ này rất là chính xác nha, bởi vì cái bộ này xài trong ba băng á, độ chính xác cao lắm. Bikaya tọa độ là 3, góc lệch bi chủ là 1, mình sẽ đánh 4 FP. Với trái bi này mọi người phải bởi bi nó xa nên mọi người phải đẩy dài tay một chút xíu và mình hơi âm mũi một chút xíu so với áp phê số 4 để đảm bảo là bi mình nó không có bị nhào và nó đi sống về được. Cái này là kinh nghiệm thôi. Tọa độ của bi cát là 2, góc lệch 1, mình sẽ đánh 3 áp phê. Có một lưu ý nữa là khi mà cái khoảng cách bi chủ mình bi cát nó rất là xa thì mình nên âm mũi, âm áp phê hoặc là tăng áp phê một chút xíu rồi, tầm 0.25 áp phê thôi, để tránh cái việc mà bi chủ của mình nó bị nhào về phía trước. Ở đây tọa độ bi cát là trừ 1, góc lệch là 3, thì sẽ đánh 2 áp phê. Chiều cao cơ thì mình sẽ đánh 3 phần 4, là cao hơn tâm bi một chút, chứ không được đánh ở trên đầu, hoặc 2 phê trên đầu là bi mình nó sẽ đi lên. Với góc nghiêng là 45 độ rồi. Và trong cái cú vừa rồi là mình phải đánh dừng tay, dừng mũi.
Dừng thì mình dừng nhẹ chút thôi, chứ mình dừng mạnh quá là nó cũng bị dư. Đây tọa độ bicap là 0, góc lệch là 2, và điểm về là cũng 0, thì mình sẽ đánh 2 FP. Cái bộ này rất là chính xác nha, bởi vì cái bộ này xài trong ba băng á, độ chính xác cao lắm. Bikaya tọa độ là 3, góc lệch bi chủ là 1, mình sẽ đánh 4 FP. Với trái bi này mọi người phải bởi vì bi nó xa nên mọi người phải đẩy dài tay một chút xíu, và mình hơi âm mũi một chút xíu so với áp phê số 4 để đảm bảo là bi mình nó không có bị nhào và nó đi sống về được. Cái này là kinh nghiệm thôi. Tọa độ của bi cát là 2, góc lệch 1, mình sẽ đánh 3 áp phê. Có một lưu ý nữa là khi mà cái khoảng cách bi chủ mình và bi cát nó rất là xa thì mình nên âm mũi, âm áp phê hoặc là tăng áp phê một chút xíu thôi, tầm 0.25 áp phê thôi, để tránh cái việc mà bi chủ của mình nó bị nhào về phía trước. Đây tọa độ là bi cát là 1, góc lệch 1, điểm về là 1 nữa, thì mình sẽ đánh 3 áp phê. Rồi, mà bên mục tiêu 2 thì tọa độ nó đang là 2, bởi năng nút số 1 trên kia. Bị cát tọa độ đang 1, với độ lệch 1, 1 cộng 1, với cộng 2 nữa là đánh 4 áp phê. Cái vừa rồi mình đang bị thiếu thiếu cộng 2 trong 0.25 áp phê đó, nên nó ra nó không chính xác 100%.